Theo Hải đoàn 129 Hải quân cho biết, đến 10 giờ ngày 27 tháng 9, tình hình thời tiết tại khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Độ cao sóng 3,5 đến 5 mét, gió giật cấp 8, cấp 9 rất nguy hiểm cho tàu bè. Các âu tàu làng chài tiếp tục đón các tàu cá ngư dân vào tránh trú bão. Đến 10 giờ cùng ngày, hai âu tàu đảo Trường Sa, đảo Sinh Tồn và hai làng chài, đảo Núi Le, đảo Tóc Tan đã đón, bố trí sắp xếp cho 55 lượt tàu cá ngư dân các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Tiền Giang, Bình Định, Quảng Ngãi vào tránh trú bão. Bố trí sắp xếp các vị trí neo đậu an toàn, hỗ trợ bà con ngư dân về lương thực thực phẩm, nước ngọt, thuốc men cho bà con ngư dân. Trung tâm dịch vụ hậu cần kỹ thuật Hải đoàn 129, nhiệm vụ chính trị trọng tâm là hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi bám biển, là khu neo đậu tránh trú bão. Khi có sóng to gió lớn, có áp thấp nhiệt đới, bão, trung tâm âu tàu đảo Sinh Tồn tuyên truyền hướng dẫn cho bà con ngư dân và âu tàu tránh trú bão, phối hợp với đảo xây dựng các phương án phòng chống bão cho các tàu cá, làm tốt công tác chuẩn bị lưới buộc tàu, để va sắp xếp vị trí neo đậu, nơi ăn nghỉ khi cần sơ tán ngư dân lên đảo. Tàu cá của bọn em cũng được sự giúp đỡ của trung tâm âu tàu đã vào âu tàu tránh bão hai hôm nay. Chúng tôi vào âu tàu tránh trú bão được 4 lần, được trung tâm hỗ trợ nhiệt tình các dịch vụ như cung cấp nước ngọt miễn phí, sửa chữa tặng cờ áo phao cho chúng tôi, được mượn dây buộc tàu, tìm va và hỗ trợ chúng tôi gia cố dây thập chắc chắn để đảm bảo cho tàu tránh trú bão.